xin kính chào quý vị và các bạn. Chỉ trong gần 2 tuần chiến đấu kể từ ngày 23 tháng 12 năm 1978 cho tới ngày 5 tháng 1 năm 1979, quân đội nhân dân Việt Nam đã tiêu diệt một phần sinh lực Khmer Đỏ và làm chủ hầu hết các khu vực phía đông sông Mekong. Trước sự tấn công quyết liệt của bộ đội Việt Nam, Khmer Đỏ khẳng định chắc chắn rằng phía Việt Nam dù có tấn công tổng lực vào Campuchia thì cũng chỉ đánh được tới bờ đông sông Mekong chứ không thể tiến sâu hơn. Giới lãnh đạo Khmer Đỏ nhận định rằng bờ đông sông Mekong có địa hình chủ yếu là đầm lầy và rừng rậm với khí hậu cực kỳ khắc nghiệt. Khi lực lượng của Việt Nam đánh tới khu vực này thì sẽ rất dễ bị sa lầy vào cuộc chiến trên đất Campuchia. Nhất là vào mùa mưa, địa hình, địa vật ở bờ đông sông Mekong trở nên khắc nghiệt và khủng khiếp hơn rất nhiều. Từ đó sẽ sinh ra đủ các loại bệnh tật cùng môi trường khí hậu nóng ẩm, đủ để bẻ gãy sức chiến đấu của mọi đội quân thiện chiến nhất. Đặc biệt, các khu vực bị chia cắt mạnh ở bờ đông sông Mekong cực kỳ thích hợp với lối đánh du kích. Một lối đánh trận mà quân đội Khmer Đỏ đã từng được phía Việt Nam đào tạo từ các cuộc chiến tranh trước đây sẽ tạo ra những thế trận cực kỳ khó khăn nếu quân Việt Nam tiến hành các đợt phản công quy mô lớn với quân số đông. Đó là chưa kể đến những khó khăn về vấn đề hậu cần. Hiểu được ý đồ của quân đối phương, Bộ Chỉ huy phía Việt Nam đã quyết định tấn công tổng lực, vừa là để phòng ngừa mối nguy hiểm tiềm tàng cho vùng biên giới Tây Nam Việt Nam, vừa để giải phóng người dân Campuchia thoát khỏi chế độ Pol Pot. Nên ngay từ ngày 5 tháng 1 năm 1979, các đơn vị quân tình nguyện Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng vượt sông Mekong. Lực lượng Việt Nam với hơn 100.000 quân được chia làm 3 hướng để tấn công vào thủ đô Phnom Penh từ phía Nam, phía Đông Nam và phía Đông Bắc. Theo kế hoạch ban đầu, thời gian dự kiến để các đơn vị đồng loạt tiến công vào Phnom Penh là ngày 8 tháng 1 năm 1979. Dù bất ngờ trước quyết định vượt sông Mekong táo bạo của Việt Nam, nhưng phía Khmer Đỏ cũng đã có sự phòng thủ chặt chẽ ở bờ tây sông Mekong. Pol Pot đã cho xây dựng những kè đá cao, hố chiến đấu, hào giao thông, ụ súng, trận địa pháo, xe tăng, xe thiết giáp. Quân Khmer Đỏ được bố trí chấn giữ các vị trí ven bờ tây dòng sông. Mục đích của đối phương là muốn biến sông Mekong thành dòng sông lửa để ngăn chặn quân đội Việt Nam. Trên hướng Nam, ngay từ chiều ngày 1 tháng 1 năm 1979, được pháo binh và không quân yểm trợ, quân đoàn 2 cùng các đơn vị quân khu 9 và lữ đoàn xe bọc thép 203 đã mở đường tiến vào đất Campuchia trên đường số 2. Sư đoàn 325 quân đoàn 2 và trung đoàn bộ binh số 8 đã tiến công dọc theo quốc lộ 2 và đánh tan hầu hết các lực lượng Khmer Đỏ xung quanh khu vực đường số 2 Campuchia vào ngày 3 tháng 1 năm 1979. Sở chỉ huy quân khu Tây Nam của Khmer Đỏ phải rút về Ta Kéo. Đến ngày 5 tháng 1 năm 1979, trong khi một lực lượng quân khu 9 tiến đánh Ta Kéo, thì sư đoàn 325 quân đoàn 2 cũng bắt đầu tiến theo hướng Tây Bắc để truy kích một lực lượng khác của Khmer Đỏ thuộc quân khu Tây Nam do Tà Mốc chỉ huy đang di chuyển về Túc Mi thuộc tỉnh Kampot, Campuchia. Phải mất hơn một ngày giao chiến, sư đoàn 325 quân đoàn 2 mới có thể đánh tan tuyến phòng ngự của Khmer Đỏ và chiếm được khu vực Túc Mi. Cùng lúc đó, tướng Nguyễn Hữu An điều động trung đoàn bộ binh số 8 để đánh chiếm Kampong Trách. Nắm quyền chỉ huy trực tiếp lực lượng xung kích của quân đoàn 2, tướng Nguyễn Hữu An dẫn một trung đoàn tiến từ Túc Mi về tấn công Trúc. Trong quá trình tiến quân, các xe tăng hạng nặng, xe tải và trọng pháo của Việt Nam di chuyển vô cùng khó khăn trên những con đường đất và ruộng lúa, nên đã bị quân Khmer Đỏ phục kích phá hủy một số xe và pháo. Sở chỉ huy của tướng An cũng bị tổn thất và tạm thời mất liên lạc với các lực lượng ở phía sau. Trong lúc này, ở phía Đông Nam, Sư đoàn 7 quân đoàn 4 và Sư đoàn 2 quân khu 5 làm mũi chủ công tiến theo quốc lộ 1 Campuchia, trong khi Sư đoàn 9 quân khu 4 tiến song song bảo vệ sườn phía Nam và Sư đoàn 341 quân đoàn 4 bảo vệ sườn phía Bắc. Tới ngày 5 tháng 1 năm 1979, các lực lượng bộ binh, pháo binh, tăng thiết giáp của quân đoàn 4 đã hành quân đến bến phà Niếc Lương, phía đông sông Mekong. Địa hình sông Mekong vô cùng rộng lớn, vì vậy để đưa được quân đội, vũ khí và các loại xe quân sự cùng vượt sông, cần có sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng bộ binh, đặc công và hải quân. Lực lượng không quân Việt Nam cũng được huy động để hỗ trợ trong cuộc vượt sông này. Ngay từ đầu tháng 1 năm 1979, không quân Việt Nam đã cho các máy bay F-5, máy bay A-37, C-130 xuất kích từ sân bay Biên Hòa sang Campuchia để hỗ trợ cho các hướng tiến công. Để tiến vào Phnom Penh ở hướng Đông Nam, quân Việt Nam phải vượt qua sông Mekong ở bến phà Niếc Lương. Đây là nút giao thông cực kỳ quan trọng. Nếu quân Khmer Đỏ tập trung đông đảo ở đây để lập tuyến phòng thủ vững chắc, thì quân Việt Nam sẽ rất khó vượt qua.
Vì thế, Bộ Chỉ huy Việt Nam quyết định điều động lực lượng không quân thuộc các trung đoàn không quân 917, 918, 935, 937 đến Niếc Lương để tập kích, tiêu diệt một phần sinh lực quân đối phương, tạo điều kiện cho bộ binh vượt sông. Riêng trung đoàn không quân 917 có nhiệm vụ bay trinh sát, vận chuyển súng đạn, thuốc men và làm công tác thương binh tử sĩ theo yêu cầu của quân đoàn 4. Lúc này, tại bờ Tây sông Mekong, quân Pol Pot đã bố trí sẵn một đội hình tử thủ để ngăn quân Việt Nam tiến vào tỉnh Khan Dan, khu vực giáp Phnom Penh. 5 giờ 30 phút sáng ngày 6 tháng 1 năm 1979, tiểu đoàn xe tăng số 2 thuộc lữ đoàn 22 thiết giáp nhận lệnh phối hợp với lực lượng sư đoàn bộ binh 7 quân đoàn 4 và một tiểu đoàn Khmer thân Việt Nam đánh chiếm bến phà Niếc Lương để vượt sông Mekong. Cùng lúc, các biên đội máy bay F-5, A-37, C-130 phía Việt Nam cũng bắt đầu xuất trận. Tuy nhiên, thời tiết nhiều mây khiến cho quá trình dò tìm mục tiêu ban đầu không được thuận lợi, nhưng nhờ có sự hỗ trợ của đội ngũ trực ban dẫn đường trên không, các máy bay Việt Nam đã vào đúng đường bay. Khi phát hiện máy bay của Việt Nam, các trận địa pháo phòng không của Khmer Đỏ ở bờ Tây phà Niếc Lương đã nhanh chóng khai hỏa, bắn dữ dội vào các máy bay. Tuy nhiên, những loạt bom đầu tiên của Việt Nam được ném xuống đã khiến một trận địa pháo cắm xạ 37 ly của Khmer Đỏ bị tiêu diệt. Những loạt bom tiếp theo đã đánh trúng các công sự của Khmer Đỏ ở bờ Tây sông Mekong, làm phần lớn chúng bị hư hỏng. Quân Khmer Đỏ bị thương vong rất nhiều, số còn sống sót buộc phải rút vào các công sự lân cận để phòng thủ. Cuộc chiến vượt sông tại bến phà Niếc Lương diễn ra vô cùng khốc liệt. Quân Khmer Đỏ đã xóa sổ gần 2 trung đoàn bộ binh của Việt Nam với hơn 2.000 bộ đội thương vong. Phía Khmer Đỏ phòng ngự rất quyết liệt, đẩy lui nhiều đợt tấn công của Việt Nam nhưng cũng phải chịu hơn 1.400 thương vong. Mãi cho đến 17 giờ ngày 6 tháng 1 năm 1979, tiểu đoàn xe tăng số 2 và các lực lượng phối hợp của Việt Nam mới làm chủ được bến phà Niếc Lương. 24 giờ đêm ngày 6 tháng 1 năm 1979, với sự trợ giúp của Trung đoàn Hải quân 962, tàu đổ bộ của Hải quân Việt Nam bắt đầu đưa các tiểu đoàn xe tăng và bộ binh của quân đoàn 4 qua phà. Ở phía đông bắc, quân đoàn 3 của tướng Nguyễn Kim Tuấn cũng gặp nhiều khó khăn bởi quân Pol Pot dưới sự chỉ huy của Son Sen, Bộ trưởng Quốc phòng Khmer Đỏ, đã thiết lập một hệ thống phòng thủ rất vững chắc tại Kampong Cham. Thị xã Kampong Cham nằm sát bờ Tây sông Mekong, là cửa ngõ phía đông bắc đi vào thủ đô Phnom Penh. Đoạn sông Mekong chảy qua đây có bể rộng từ 1,2 đến 1,5 km. Hai bên bờ sông có dốc đứng, cả phía thượng lưu và hạ lưu có nhiều bãi bồi, các phương tiện rất dễ bị mắc cạn. Dọc bờ Tây sông Mekong, Pol Pot cho bố trí nhiều ổ súng máy, súng cối để bắn chùm lên mặt sông, ngăn thuyền chở quân của Việt Nam đổ bộ. Phía trong trận địa phòng ngự bờ Tây sông Mekong, quân Khmer Đỏ còn cho bố trí xe tăng, xe bọc thép, pháo 105 ly, 122 ly, 155 ly để bắn vào quân Việt Nam đang tập trung ở bờ đông sông Mekong. Sau khi trinh sát địa hình và tình hình quân đối phương, Sư đoàn 320 quân đoàn 3 đã xây dựng hai phương án vượt sông như sau. Phương án 1 là bộ binh sẽ bí mật vượt sông bằng xuồng ở phía thượng lưu bến phà khoảng 1.800m, sau đó bất ngờ nổ súng, tiến công tiêu diệt Khmer Đỏ, đánh chiếm đầu cầu, tạo thuận lợi cho tăng thiết giáp và các lực lượng khác vượt sông. Nếu không thực hiện được phương án 1 thì sẽ thực hiện phương án 2 là vượt sông bằng sức mạnh, sử dụng hỏa lực của pháo binh, xe tăng để tiêu diệt, áp chế quân đối phương ở bờ Tây sông Mekong, yểm trợ cho xe tăng và bộ binh vượt sông, đánh chiếm đầu cầu, mở đường để đưa toàn bộ lực lượng qua sông. Sau khi thống nhất hai phương án trên, đêm ngày 5 tháng 1 năm 1979, các phân đội trinh sát và bộ binh của Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng vượt sông theo phương án 1 bằng xuồng cao su. Trước khi bước xuống xuồng, những người lính Việt Nam nhìn khắp lượt đồng đội trên bờ rồi nói một câu dứt khoát: "Xin chào tất cả các đồng chí." Câu nói trước khi xuất trận cũng đồng nghĩa với lời chào từ biệt, chấp nhận hy sinh. Khi xuồng chở bộ đội Việt Nam qua sông thì ngay lập tức đã bị Khmer Đỏ phát hiện. Đối phương dùng hỏa lực dày đặc quét trên mặt sông. Chỉ trong vòng 15 phút, 6 trên 9 chiếc xuồng phía Việt Nam đã bị đánh thủng, hàng chục bộ đội Việt Nam bị bắn tử trận trên sông. Trước tình hình phương án 1 không mang lại kết quả, Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320 quyết định thực hiện ngay phương án 2. Theo phương án 2, quân đoàn 3 sẽ sử dụng hỏa lực áp đảo, bắn vào trận địa phòng thủ của quân Khmer Đỏ ở bờ Tây sông Mekong, rồi cho thả khói mù, dùng thuyền chuyển quân sang bờ Tây. Rạng sáng ngày 6 tháng 1 năm 1979, lệnh bắn pháo đã được phát ra. Trong khi pháo 155 ly phía Việt Nam đang bắn cầu vồng chụp xuống trung tâm chỉ huy Khmer Đỏ, thì các trận địa pháo khác của Việt Nam bắn thẳng dồn dập vào tuyến phòng ngự sát mép nước của đối phương. 4 xe tăng T-54 cũng tiến ra bờ đông sông Mekong, dùng pháo 100 ly ngắm bắn trực tiếp vào quân Khmer Đỏ. 6 giờ 10 phút ngày 6 tháng 1 năm 1979, mũi đột kích đánh chiếm đầu cầu do Đại đội 3, Tiểu đoàn 7 sử dụng 4 xuồng máy của Lữ đoàn Công binh 249 tiến thẳng sang bờ Tây sông Mekong.
Tuy nhiên, do hỏa lực ngăn chặn của Khmer Đỏ dày đặc nên lực lượng này đã nhanh chóng bị đánh bật trở lại. Trong lúc đó, đại đội xe tăng 11 cũng nhận lệnh cơ động lên tham gia chiến đấu. Sau ít phút hỏa lực bắn dồn dập vào bờ tây sông Mekong, tiểu đoàn 7 tiếp tục vượt sông lần thứ hai. Đến 7 giờ sáng ngày 6 tháng 1 năm 1979, lực lượng vượt sông phía Việt Nam đã bám bờ và bắt đầu củng cố bàn đạp đầu cầu. 7 giờ 25 phút ngày 6 tháng 1 năm 1979, đại đội xe tăng 11 cũng bắt đầu vượt sông Mekong. Phát hiện xe tăng bơi qua sông, các trận địa pháo của Khmer Đỏ trên bờ tây sông tập trung bắn ngăn chặn. Các họng pháo 100 ly của xe tăng T-54 phía Việt Nam cũng bắn dồn dập từ bờ đông sang. Đến 8 giờ 30 phút sáng ngày 6 tháng 1 năm 1979, toàn bộ đại đội xe tăng 11 đã tới bờ tây thành công, Kampuchea nhanh chóng thất thủ. Cũng ngay trong sáng ngày 6 tháng 1 năm 1979, lực lượng đột kích Phnom Penh gồm trung đoàn 28 của sư đoàn 10, quân đoàn 3 và các đơn vị phối thuộc dẫn đầu bởi 6 xe lội nước, một số xe thiết giáp M113 với tổng cộng 120 xe quân sự tiếp tục vượt sông Mekong, sau đó tỏa ra nhiều hướng để đánh vào các khu vực lân cận ở Kampuchea. Lực lượng đột kích này vừa hành quân vừa giao chiến với các ổ phục kích của quân Khmer Đỏ. Tới chiều tối đã tới bờ sông Tông Lê Sáp và tổ chức đánh vượt sông để tiến vào Phnom Penh. Theo kế hoạch ban đầu, thời gian các đơn vị đồng loạt tiến công vào thủ đô Phnom Penh là ngày 8 tháng 1 năm 1979. Tuy nhiên, tính đến hết ngày 6 tháng 1 năm 1979, trên hướng Đông Bắc, quân đội Việt Nam đã vượt sông Mekong thành công. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy phía Việt Nam nhận định, trong lúc hầu hết quân Khmer Đỏ đang hoang mang rút chạy trên nhiều hướng, nếu Việt Nam nhanh chóng tấn công thì sẽ có khả năng rút ngắn thời gian của trận chiến. Còn nếu chậm trễ, Khmer Đỏ sẽ có cơ hội để thiết lập các tuyến phòng ngự mới, gây khó khăn cho quân Việt Nam. Do vậy, kế hoạch tấn công Phnom Penh ban đầu được điều chỉnh lại. Hướng tiến công chủ yếu vào Phnom Penh cũng được chuyển giao cho quân đoàn 4 thay vì quân đoàn 2 và quân khu 9 như ban đầu. Thời gian tiến công Phnom Penh cũng được đẩy lên sớm một ngày, tức ngày 7 tháng 1 năm 1979. Sau khi nhận lệnh từ cấp trên, các đơn vị quân đội Việt Nam tiếp tục đánh chiếm nhiều khu vực trên đường tiến quân. Cuộc chiến để từng bước áp sát Phnom Penh diễn ra vô cùng ác liệt. Trên đường di chuyển, một trong những loại vũ khí gây thương vong nhiều nhất cho bộ đội Việt Nam ở Campuchia là mìn. Khmer Đỏ có rất nhiều loại mìn do Trung Quốc cung cấp. Loại mìn zip mà Pol Pot sử dụng ở Campuchia được làm bằng giấy nhưng có tẩm hóa chất. Nếu dính loại mìn này thì bộ đội Việt Nam sẽ bị nhiễm độc và hoại tử. Nên chỉ cần dẫm phải mìn này mà sứt ra, chảy máu là phải cưa chân, đủ thấy sự tàn độc của những phát minh đến từ Trung Quốc. Những chiếc xe ô tô chở thương binh Việt Nam ra sân bay Po Chang Tong về nước mỗi ngày luôn gây ra nỗi ám ảnh khủng khiếp cho bộ đội Việt Nam. Khi trên xe có bao nhiêu thương binh thì mỗi người đều chỉ còn đúng một cái chân. Đặc biệt, khí hậu Campuchia vô cùng khắc nghiệt, những cơn sốt rét đến nhanh vô cùng. Do nguồn nước suối từ rừng già ở Campuchia độc một cách đáng sợ, có rất nhiều bộ đội Việt Nam đã bị sốt rét lên đến 41 độ C, dẫn đến hoảng loạn thần kinh, đập phá và cuối cùng là suy kiệt sức lực, không sống nổi. Trong nhiều cuộc truy kích quân Pol Pot, có những lần phía Việt Nam đã mất gần như cả một đại đội vì sốt rét. Nhiều khu vực cửa rừng ở Campuchia thường có tượng những con voi đá rất to, được thiết kế quay đầu ra ngoài. Người dân ở Campuchia thường nói rằng, đến con voi còn phải quay ra thì người vào rừng đó chỉ có chết. Thế nhưng, bộ đội Việt Nam vẫn ngày đêm băng qua những khu rừng như vậy. Song song với mục đích tiến vào giải phóng Phnom Penh, ngay từ đầu tháng 1 năm 1979, khi tấn công vào Campuchia, phía Việt Nam đã lên kế hoạch cử một đơn vị tiên phong đi giải cứu hoàng thân Sihanouk, người bị Khmer Đỏ giam giữ từ năm 1976, với ý định đưa ông đến Liên Hợp Quốc với tư cách là đại diện của một quốc gia bị Khmer Đỏ bức hại. Từng nổi tiếng với biệt danh Thái tử Đỏ, Sihanouk đã có một thời truy đánh phe Cộng sản Khmer nổi dậy trong thập niên 1960. Đến khi bị lật đổ vào năm 1970 trong một cuộc đảo chính do tướng Lon Non cầm đầu với sự hậu thuẫn của Washington, hoàng thân Sihanouk đã đến Bắc Kinh để trú ẩn. Vào thời điểm đó, Trung Quốc tiếp đón Sihanouk với thái độ vô cùng nồng hậu và Sihanouk dường như không lường trước được rằng hậu quả là sau này ông sẽ phải đổi lại bằng một cái giá rất đắt. Năm 1975, Khmer Đỏ lên nắm quyền ở Campuchia. Sau những năm lưu vong tại Bắc Kinh, Sihanouk trở về Phnom Penh và được đưa lên làm nguyên thủ quốc gia về mặt hình thức của chính phủ mới, trong khi Pol Pot mới là người nắm thực quyền. Nhưng không lâu sau đó, vào ngày 4 tháng 4 năm 1976, Sihanouk không còn được giữ chức vụ trong chính phủ. Ông đã bị Pol Pot bắt và giam giữ tại Hoàng Cung trong gần 4 năm Khmer Đỏ nắm quyền. Một số nguồn tin cho rằng Khmer Đỏ từng có ý định loại bỏ hoàng thân Sihanouk, nhưng dưới sự tác động của Trung Quốc, Sihanouk đã thoát chết.
Theo các nhà nghiên cứu thì vào năm 1978, phu nhân của cố thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai là bà Đặng Dĩnh Siêu đã đến thăm Phnom Penh và yêu cầu được gặp thượng khách của chồng mình là hoàng thân Sihanouk. Khmer Đỏ khi đó miễn cưỡng chấp thuận cho Sihanouk ngồi trong một chiếc xe hơi cũ chạy ngang qua cửa sổ nhà khách để phu nhân cố thủ tướng Trung Quốc có thể nhìn thấy từ xa. Pol Pot hiểu rằng thông điệp của Bắc Kinh là không được giết Sihanouk. Đổi lại, cựu hoàng này biết mình sẽ phải trả món nợ sinh tử với Pol Pot. Các nguồn tin cũng cho biết, ngay sau đó, Pol Pot đã trả thù bằng cách hạ sát 5 trong số 14 người con của Sihanouk. Khmer Đỏ vốn giam giữ vị hoàng thân này trong một góc nhỏ của Hoàng Cung, nhưng khi quân Việt Nam tấn công vào Campuchia, chính quyền Pol Pot đã vội vã đưa Sihanouk lên một chiếc ô tô lái về Bát Tam Bang. Tuy nhiên, trước sự tấn công nhanh và mạnh mẽ của quân Việt Nam, Khmer Đỏ lo ngại quân đội Việt Nam sẽ giải cứu Sihanouk. Chính vì vậy, vào tối ngày 5 tháng 1 năm 1979, Sihanouk từ Bát Tam Bang lại được đưa về Phnom Penh và ngay lập tức được đưa đến gặp Pol Pot. Pol Pot tự xưng là thần, nói với Sihanouk rằng, từ giờ trở đi, nếu ngài muốn sang Trung Quốc thường xuyên, ngài có thể làm điều đó, ngài được tự do. Nếu ngài quay trở lại, ngài sẽ được chào đón nồng nhiệt. Trong bối cảnh chiến tranh lạnh đang bước vào giai đoạn căng thẳng nhất, đồng thời Phnom Penh đang có nguy cơ thất thủ, hoàng thân Sihanouk một lần nữa lại liên kết với Khmer Đỏ. Vào chiều ngày 6 tháng 1 năm 1979, khi quân đội Việt Nam đang áp sát Phnom Penh, tại sân bay Po Chanh Tâm, một chiếc máy bay hàng không dân dụng Boeing 707 của Trung Quốc đã cất cánh khẩn cấp đưa Sihanouk bay sang Bắc Kinh. Bộ đội Việt Nam đã đến muộn một bước và không thành công trong kế hoạch giải cứu vị hoàng thân này. Sau khi tới Bắc Kinh, trong suốt tháng 1 năm 1979, Sihanouk liên tục tới Liên Hợp Quốc ở New York để vận động cho Khmer Đỏ và kêu gọi Liên Hợp Quốc đưa quân đến Campuchia để tấn công quân Việt Nam. Cũng trong ngày 6 tháng 1 năm 1979, việc quân Việt Nam tấn công quá ác liệt đã khiến cho Khmer Đỏ chỉ kịp sơ tán bộ máy lãnh đạo. Son Sen chạy xuyên qua mặt trận, ngược về phía Việt Nam để tập hợp tàn quân của các sư đoàn thuộc quân khu miền Đông. Pol Pot, Nuon Chia và Khieu Samphan được xe jeep chở quân bảo vệ chạy về Pusat. Ieng Sary chạy về Bát Tam Bang trên một chuyến xe lửa, chở thêm hàng trăm nhân viên Bộ Ngoại giao Khmer Đỏ. Phnom Penh trở nên hỗn loạn bởi quá nhiều người tìm cách bỏ chạy. Như vậy, với việc ban lãnh đạo bỏ chạy, những người dân thường Campuchia và hàng chục nghìn binh lính Khmer Đỏ tại Phnom Penh cũng như nhiều đơn vị phòng thủ các mục tiêu lân cận đã bị bỏ mặc tự thân vận động. Trong lúc đó, quân tình nguyện Việt Nam kết hợp với lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia tiếp tục mở các đợt tấn công. Khoảng 4 giờ 30 phút sáng ngày 7 tháng 1 năm 1979, một tiểu đoàn xe tăng thiết giáp, một số lực lượng thuộc sư đoàn 7 như trung đoàn bộ binh 141, tiểu đoàn 8 của trung đoàn 209, trung đoàn 165 cùng binh đoàn 1 lực lượng cách mạng Campuchia là những lực lượng đầu tiên từ bến phà Niếc Lương đổ bộ thành công lên bờ Tây sông Mekong. 5 giờ 30 phút sáng ngày 7 tháng 1 năm 1979, các đơn vị vừa đổ bộ xong tiếp tục nhận lệnh hiệp đồng tác chiến, tiến quân trên quốc lộ 1 Campuchia vào địa phận Phnom Penh. Suốt quãng đường, đi tới đâu, bộ đội Việt Nam cũng bắt gặp những làng mạc bị đốt phá tiêu điều, không một bóng dân, nhà cửa đổ nát, chùa chiền liêu siêu, đến cả tượng Phật cũng chỉ còn trơ lại mỗi thân mình khi toàn bộ đầu đều bị quân Khmer Đỏ chặt hạ. Thỉnh thoảng, bộ đội Việt Nam bắt gặp những hồ nước trong vắt, nhưng nếu lặn xuống tắm rửa thì lại thấy vô số xương người. Dường như không có bất kỳ một dấu hiệu nào của sự sống tại đây, những Phum, Sóc, Campuchia giờ đã trở thành những ngôi làng chết. Cũng trong ngày 7 tháng 1 năm 1979, các lực lượng còn lại của quân đoàn 4 tiếp tục vượt sông Mekong và di chuyển ở tuyến sau. Cùng lúc, trên hướng của quân đoàn 3 ở phía Đông Bắc, ngày 7 tháng 1 năm 1979, quân Việt Nam chiếm được sân bay Kampong Chhang, thu được 10 máy bay A-37, 3 máy bay C-123K, 6 máy bay C-47 cùng một số máy bay T-28. Ngoài ra, Khmer Đỏ cũng bỏ lại rất nhiều xe tăng, xe bọc thép, đạn dược và lương thực dự trữ mà đối phương không kịp mang theo. Gần 10 giờ sáng ngày 7 tháng 1 năm 1979, tiểu đoàn xe tăng số 2 và lực lượng bộ binh của sư đoàn 7, quân đoàn 4 trên hướng Đông Nam đã tiến đến cầu Mon Ni Vong, cửa ngõ đi vào thủ đô Phnom Penh. Bên kia cầu, một lực lượng của sư đoàn 260 Khmer Đỏ đã chuẩn bị sẵn các trận địa hỏa lực, chất đầy các bao cát, đắp thành các ụ bắn nhằm ngăn chặn quân Việt Nam tiến qua cầu. Sau một cuộc bắn phá dữ dội, Khmer Đỏ chống cự lẻ tẻ và bắt đầu tan rã, lực lượng xe tăng và bộ binh Việt Nam đã qua cầu thành công. Vượt qua cầu Mon Ni Vong, quân Việt Nam tiến vào Phnom Penh với đội hình đi đầu là tiểu đoàn xe tăng số 2, theo sau là trung đoàn bộ binh 141 và 209 của sư đoàn 7, quân đoàn 4.
Ở tuyến sau là các trung đoàn bộ binh khác, lực lượng đặc công, pháo binh cũng theo sau để bảo vệ sườn cho đội hình bộ binh. Tiến vào Phnom Penh, hiện lên trước mắt bộ đội Việt Nam lúc này là một khung cảnh vô cùng hoang tàn và vắng lặng như một thành phố chết. Không còn bóng dáng một người dân nào sống tại đây vì phần lớn họ đã bị Khmer Đỏ đưa về các vùng nông thôn lao động để thực hiện chính sách theo mô hình công xã nhân dân dập khuôn của Pol Pot từ năm 1975. Mười giờ 30 phút sáng ngày 7 tháng 1 năm 1979, tiểu đoàn xe tăng số 2 thuộc lữ đoàn 22 thiết giáp đã tiến đến bộ tổng tham mưu của Pol Pot. Lính Khmer Đỏ từ trên các tòa nhà vẫn bắn xuống xối xả. Lúc này, chuẩn úy Trần Ngọc Giao, trung đội trưởng trung đội 2, đại đội 10, tiểu đoàn xe tăng số 2 lệnh cho các pháo thủ bắn yểm trợ, còn anh thì chạy lên cắm cờ. Nhưng lá cờ treo ngoài anten xe tăng đã bị quân đối phương bắn nát. Chuẩn úy Giao phải cởi chiếc áo thun trắng đang mặc, lấy mỡ bò viết dòng chữ B2, C10, D2, Lữ 22, nghĩa là Trung đội 2, Đại đội 10, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 22, rồi cột lên nóc nhà của Bộ Tổng tham mưu Khmer Đỏ làm cờ. Ngay sau đó, tiểu đoàn xe tăng số 2 điện báo về đơn vị rằng đã chiếm lĩnh được thành phố Phnom Penh vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 7 tháng 1 năm 1979. Khoảng 30 phút sau, các lực lượng khác của Việt Nam cũng tiến vào thành phố. Tiểu đoàn thiết giáp số 3 của Trung đoàn 141 chiếm được khu sứ quán. Tiểu đoàn xe tăng số 1 chiếm được cơ quan trung ương Khmer Đỏ. Tiểu đoàn 8 của Trung đoàn 209 chiếm đài phát thanh. Tiểu đoàn 9 truy kích quân Khmer Đỏ đang rút chạy về phía Tây. Tuy đã làm chủ các vị trí chủ chốt ở Phnom Penh, nhưng đến lúc này, máu của những người Việt Nam vẫn đổ xuống khi một toán quân Pol Pot đang ẩn nấp trên tòa nhà sứ quán bất ngờ dùng súng B-40 bắn cháy một chiếc xe thiết giáp M-113 của Việt Nam, khiến toàn bộ kíp xe tử trận. Đến 12 giờ 30 phút ngày 7 tháng 1 năm 1979, các đơn vị thuộc quân đoàn 4 cùng binh đoàn 1 của lực lượng cách mạng Campuchia đã làm chủ hoàn toàn thủ đô Phnom Penh. Sau khi giải phóng thủ đô của Campuchia, một trong những nhiệm vụ hàng đầu của bộ đội Việt Nam là cứu đói, tổ chức bảo vệ, đưa người dân trở về quê hương bản quán. Nhiều người dân Campuchia tuy sống sót sau những cuộc chiến ác liệt, nhưng phần lớn đã bị kiệt sức, không thể tự bước đi. Quân tình nguyện Việt Nam đã phải thay nhau khiêng cõng bà con. Chỉ trong 3 ngày tấn công thần tốc từ ngày 5 tháng 1 năm 1979 đến ngày 7 tháng 1 năm 1979, quân tình nguyện Việt Nam cùng với lực lượng cách mạng Campuchia đã tấn công quyết liệt khiến 4.000 lính Khmer Đỏ thương vong, trong đó có gần 1.500 lính tử trận. Đồng thời, Việt Nam đã giải phóng thành phố Phnom Penh. Bộ máy chính trị của Khmer Đỏ từ trung ương đến cơ sở bị giáng một đòn nặng nề, buộc phải rút chạy khỏi Phnom Penh. Tuy giải phóng được thủ đô Phnom Penh trong thời gian ngắn, nhưng bộ đội Việt Nam đã phải đánh đổi bằng rất nhiều máu xương. Có khoảng 2.900 bộ đội thương vong chỉ trong 3 ngày tấn công, trong đó có hơn 1.200 bộ đội đã tử trận. Trong khi các lực lượng của quân đoàn 4 giải phóng Phnom Penh trong buổi sáng ngày 7 tháng 1 năm 1979, thì đến chiều ngày 7 tháng 1 năm 1979, lực lượng xung kích của quân đoàn 2 ở phía Nam đã đến đường số 3 Campuchia và đánh tan một sư đoàn Khmer Đỏ đang phòng ngự ở Chúc. Các sư đoàn Khmer Đỏ trấn giữ quân khu Tây Nam như sư đoàn 2, sư đoàn 210, 230, 250 bị tan rã và buộc phải rút vào rừng trong cay đắng. Ở phía Đông Bắc, các sư đoàn của quân đoàn 3 cũng tiến về Phnom Penh sau khi thành phố này được giải phóng. Sau đó, sư đoàn 320 theo quốc lộ 4 tiến xuống các tỉnh phía Nam Campuchia. Các sư đoàn còn lại theo quốc lộ 5 và quốc lộ 6 tiến về hướng Tây và hướng Bắc. Ngày 7 tháng 1 năm 1979, tưởng như là dấu chấm hết của một chế độ diệt chủng, được cho là tàn bạo bậc nhất trong lịch sử ở Campuchia. Thế nhưng, cuộc chiến tại xứ sở Chùa Tháp dường như mới chỉ bắt đầu. Nếu thấy video này có ích, hãy chia sẻ và cho nó một like. Trên màn hình là một số video hay ho khác dành cho bạn. Hãy lựa chọn, nhấn vào nó để tiếp tục thưởng thức. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.